Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sunray Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay thì mình sẽ xin làm một cái video giải thích tại sao mà chúng ta nên chọn chiếc xe SRM 910 mới nhất của Sunray Moto. Thì cái nội dung video này mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về những cái điểm tại sao đó. Thì trước mắt các bạn là một cái sản phẩm Sunray SIM 930 thùng mui bạt bằng chất liệu inox nhé, cao cấp. Nó không phải là bằng tôn kẽm như các cái sản phẩm trước mình giới thiệu. Thì cái sản phẩm này nó sẽ có một vài cái điểm khác so với những cái sản phẩm mà các bạn mua trên thị trường. Thứ nhất là nó sẽ có một cái bộ màn hình camera lùi, camera hành trình 10 inch, có Android, có tiếng Việt, hỗ trợ 4G, SIM, cũng như là hỗ trợ luôn cả Wi-Fi, tất tật mọi thứ. Thì đây là một cái sản phẩm mà mình chuẩn bị giao tới khách hàng. Thì anh em của công ty mình hôm nay cũng bắt đầu làm video, cũng review rồi là đánh giá, nhận xét về cái sản phẩm này. Thì cái điểm đầu tiên, cái sản phẩm này tại sao chúng ta nên mua nó? Thứ nhất là nó là một cái sản phẩm mới, định hình lại một cái thương hiệu hoàn toàn mới của SIM. Sunray Moto là một trong những cái thương hiệu mẹ của Nobel, cũng là một trong những cái thương hiệu mà chiếm tới cái cổ phần rất là lớn của BMW. Thì đây là một trong những sản phẩm mới nên họ làm chăm chút về cái sản phẩm hơn. Và vì nó là một sản phẩm mới, nó định hình lại một cái thương hiệu là SIM, thì nên là cái sản phẩm này được tích hợp tất cả những cái thứ quan trọng nhất, những cái thứ tốt nhất mà cái hãng này cho ra mắt. Thì các bạn hiểu là nếu họ làm một cái dòng xe mới này mà chất lượng nó xấu thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ cái thương hiệu Sunray. Thế nên là cái sản phẩm này là cái sản phẩm mới hoàn toàn và nó được chăm chút cực kỳ cẩn thận từ nhà máy, từ chính nhà máy mẹ của Nobel. Thế nên các bạn khi các bạn mua cái sản phẩm này, các bạn yên tâm rằng chúng ta đang có sở hữu được những cái sản phẩm tốt nhất của một hãng. Thì cái điều thứ hai đó chính là cái xe này được làm lại cái thiết kế hoàn toàn mới, một cái thiết kế chắc chắn hơn, một cái thiết kế chuẩn mực hơn, và cái chất liệu làm lên xe cũng tốt hơn rất nhiều. Thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy từ cái logo nó không được gắn như là những cái chiếc xe Nobel ngày xưa nữa. Nobel ngày xưa nó rất dễ bong logo này, nhưng mà cái sản phẩm này không bị như vậy. Hệ thống đèn pha projector hoàn toàn mới và đảm bảo các bạn không thể tìm thấy được ở trên bất kỳ một cái chiếc xe tải trọng tải nhẹ nào mà nó sử dụng cái đèn projector như cái sản phẩm này. Đấy, một cái thiết kế hoàn toàn mới như này đó. Cái điểm đặc biệt thứ hai mình vừa nói rồi, cái điểm đặc biệt thứ ba đó là cái sản phẩm này nó có một cái thùng dài 2m7 và có một cái chiều cao cực kỳ cao, nó cao tới gần 1m so với những cái sản phẩm khác nó chỉ dừng lại khoảng 65 phân, khoảng 80 phân thôi, nhưng mà cái sản phẩm này lên đến gần 1m. Khi mà cái thùng cao như này thì nó cho phép các bạn là lượng nước an toàn, nhất là cái thị trường Hà Nội đây này. Các bạn nhìn thấy hệ thống khung gầm của nó rất là cao chưa? Khung gầm cao như này nó cho phép các bạn lượng nước và có mực nước cực kỳ an toàn lên tới 60 phân mà các bạn không gặp vấn đề gì. Đấy, những sản phẩm khác nó chỉ dừng lại ở cái mức khoảng 60 thôi, lượng nước an toàn nó chỉ tầm 30 phân thôi, nhưng cái sản phẩm này cho phép các bạn lượng nước gấp đôi như thế. Đấy, là hệ thống khung gầm được làm lại cao hơn, thoáng hơn và chắc chắn hơn. Đó là cái điểm đặc biệt thứ ba. Ba cái đặc điểm đấy đã đủ thuyết phục các bạn mua một cái chiếc xe này chưa? Thì nếu chưa thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái điểm đặc biệt thứ tư. Đó chính là cái sản phẩm này được có một cái cabin hoàn toàn mới. Ở đây nó đã tích hợp sẵn ghế da của nhà sản xuất, chúng ta sẽ không phải lắp thêm. Như các bạn biết là chúng ta lắp một bộ ghế da mà chất lượng tốt như nhà sản xuất này, chúng ta sẽ phải bỏ ra khoảng 5-6 triệu. Nhưng mà đây cái sản phẩm này đã được tích hợp ghế da rồi, ghế da chất lượng tốt. Ngoài ra thì một cái cabin với cái thiết kế hoàn toàn mới như này thì cho phép các bạn là tận hưởng những cái phút giây mà lái xe an toàn, cũng như là những trang thiết bị cần thiết khi mà chúng ta nổ máy lên, khi mà chúng ta lái xe trên đường. Trợ lực lái điện, kính điện, đây kính điện, khóa điện đây, điều hòa 2 chiều, FM radio, đèn trần, tất cả mọi thứ rất đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Đấy, một cái khoang hàng, một cái khoang nội thất rất là rộng, cho phép các bạn là ngồi thoải mái. Với cái người mà lên tới 1m8 hay là 1m9 thì các bạn di chuyển với cái xe này cũng hoàn toàn là bình thường, hoàn toàn là không vấn đề gì cả. Ok, mình sẽ mở máy lên cho các bạn xem. Thì đấy là cái điểm đặc biệt thứ tư. Cái điểm đặc biệt thứ năm là cái sản phẩm này có, đó chính là cái hệ thống Android Multimedia, đầu Android luôn. Đây, mới một cái màn hình rộng 10 inch như này và có Wi-Fi, có 4G, cũng như là hệ điều hành này có tiếng Việt, có chỉ đường, tất cả mọi thứ rất là mượt mà. Cái đầu Android này chạy chip 4 nhân và RAM của nó là 3GB. Nếu mà các bạn mua cái bộ này ngoài thị trường nó sẽ rơi vào khoảng hơn 5 triệu một tí. Thế nhưng mà với công ty mình thì
của mình thì mình đã trang bị cho cái sản phẩm này hoàn toàn miễn phí trên cái xe này. Nhà máy họ chỉ trang bị cho các bạn một cái màn hình MP5 thôi. MP5 nó chỉ có tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Ngoài ra nó không có các cái tính năng mà cần thiết ở của người Việt như là chỉ đường cũng như là SIM 4G vân vân. Đấy, với như vậy thì với một cái trang thiết bị đầy đủ như này, các bạn không phải chịu thêm bất kỳ một cái giá nào nó bị đội lên, thì đây là một cái điều tuyệt vời mà các bạn nên tận dụng nó. Đây là bảng đồng hồ, các bạn nhìn thấy bảng đồng hồ rất là màu sắc, rất là chi tiết, nó thể hiện thông số vòng tua cũng như là số km đi được và số lượng xăng còn lại để có thể đi được, để có thể di chuyển trên đường. Đấy thì các bạn còn bao nhiêu xăng đây, các bạn nhìn thấy luôn này. Ví dụ như xe này nó còn nó đi được 75 km nữa thì nó mới hết xăng đó. Ok, như vậy là mình đã điểm qua cho các bạn 5 cái điểm tại sao chúng ta nên mua cái sản phẩm này. Hiện tại đây là một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất của nhà máy Suzuki Moto. Tại sao nó bán chạy nhất thì các bạn cứ lên lái thử, các bạn sẽ cảm nhận được về cái cảm giác lái nó tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra thì cái bộ máy 1.5 lít của nó với cái công suất cực đại là 80 kW, chỉ với 5.200 vòng quay trên 1 phút thì các bạn đi tốc độ chậm nó rất là ngọt. Đấy, khi các bạn lái xe với cái sản phẩm này các bạn cảm giác nó tốt hơn rất nhiều so với những sản phẩm trước đây. Đó là một trong những ưu điểm. Mời các bạn đến Suzuki Mỹ Đình để có thể lái thử cái sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn mà cần tư vấn thêm về cái dòng này, hãy đừng ngần ngại để cho tôi lại một tin nhắn, tôi sẽ gọi điện lại để tư vấn cho các bạn về cái dòng xe này. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.